Chào các bạn, đây là nhà hàng Dương Hường. Hôm nay chúng tôi tổ chức liên hoan ở đây. Nhà hàng này nằm trên khu Diêm Thủy thuộc phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Nhà hàng rộng, rất đẹp, phục vụ ăn uống khá tốt. Nói chung là đồ rừng biển, đặc sản cái gì cũng có. Tối thực khách kéo đây rất đông, bạn hãy nhìn xem rất đông người đấy, ô tô rồi là người đến rất là nhiều. Đây, toàn bộ hình ảnh trước mặt nhà hàng, trong phòng rất là rộng, bố trí có 5 tầng ăn, đi lên một thang máy và cầu thang bộ. Diêm Thủy này, phường Cẩm Bình này rất nhiều nhà hàng tương tự như này. Ngoài nhà hàng ra còn nhà hàng Quảng Bình này, khá nổi tiếng, nhà hàng Tinh Ngon ở quanh đây, rồi nhà hàng đầu tiên Hàn Quốc. Các bạn xem cái nhà năm tầng các bạn, trong thang máy. Khu này rất là rộng, thoáng và đẹp. Và buổi tối rất là nhiều thực khách đến đây ăn uống và vui chơi giải trí. Quanh đây có những nhà hàng karaoke nữa. Tôi chia sẻ với quý vị các bạn một chút hình ảnh về nhà hàng Dương Hường như vậy. Cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của tôi. Chào các bạn.